BZ6S668 công suất nó là 150W, công suất trung bình, công suất maximum là 450W, trợ kháng 8 ohm, cho ban xịn sò ha. Model có tem mát rồi đầy đủ ha. Đó. Còn người anh em nào mà không có tin tưởng thì cứ lên trang web sạch ra ha, chung là đầy đủ ha. Hàng cho ban xịn sò, hàng này là không có ớt nhá nha, ớt nhá thì mình không nói ha, hàng này chỉ hai từ chắc và xịn thôi. Đấy, mặt trước em nói từ hàng bãi về nó cũng có hơi cũ tí xíu ha, mình làm vệ sinh lau chùi lại tí là đẹp. Đây, mình cũng đã tháo sẵn cái nội thất, nó gồm một cái củ bách 25, hai củ chép giấy ha. Còn chép giấy thì nghe nhạc siêu sướng, siêu đẻ luôn. Này đợi trong phòng kín thì được, còn đem đợi nó ngồi thì nó hơi yếu hơn. Này củ kèn ha, những củ kèn giấy làm dễ thương hơn. Bích này, củ bách, hàng này riêng nguyên bản nha. Hàng về thì nói chung là cái danh này nó mục nát, nó cũng giống như Boss B&B, hàng xịn sò thì bên đó xài xong rồi đỡ, thì gân cao su này cũng mục nát luôn. Mình về mình để làm lại cái viền loa gân cao su lại ha. Bút hầu như dòng loa Big hay là B&B hay Boss thì bãi về đa số là mục gân. Đấy, cũ từ kép luôn hả, keo màu hồng, keo ring của hãng luôn á, keo này coi lo nhận lo ring nguyên bản luôn. Đó, chung là hàng ring nguyên bản, chỉ có làm lại cái viền lo cho nó mục, coi là còn ring này ha. Thùng mút tiêu âm, rồi nhìn cái mút tiêu âm này sợ thủy tinh ấy, giống như loa Mỹ. Phần tầng nó nằm ở dưới đây ha, tầng khó tháo ấy. Tầng rồi đầy đủ hết rồi. Em duy nhất em chỉ có hai đôi thôi ha. Giá bán em này là 4 triệu một đôi, giá bán tại cửa hàng ha. Mình em nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ, chỉ duy nhất hai đôi này mà bỏ phòng khác rồi xì luôn. Hai đôi này mà đỡ trong phòng karaoke gia đình là quá hay luôn, vừa kết hợp vừa nghe nhạc được, vừa hát karaoke được. Nghe nhạc thì quý vị thấy rồi, cái bách của nó đánh rất là khủng, và cái kép giấy hai cái âm thanh đưa tần số rất là cao. Rồi, người anh em có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ 0909043679, hoặc ở gần cửa hàng thì qua 136 đường Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tỷ Phước, tỉnh Bình Định. Rồi, rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.